câu hỏi trên bàn của giáo sư Trung Hảo, như là rất nhiều cánh tay dơ cao ở trong trường hợp này, thì anh hưởng là còn rất nhiều người muốn tiếp tục được các câu hỏi giao lưu với những người này của giáo sư. Tuy nhiên thời gian của buổi hôm nay thì hữu hạn, khi rằng giáo sư có nói là không gian thời gian là vô hạn mà chúng ta đã hạn cát trong những chủ đề hôm nay, vì thế là thời gian hôm nay thì hữu hạn. Và tôi cũng nói thêm là trong những khoảng thời gian ngắn ngủi giáo sư chưa xuất thân về Việt Nam đó, thì như vậy là giáo sư có khoảng 13 cái buổi giao lưu và sinh hoạt như thế này. Và thì vì thời gian cũng còn hạn, cho nên tôi cũng xin phép được kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Còn nếu như là quý thầy cô các bạn sinh viên nào còn có những câu hỏi những cuộc giao lưu đó thì xin hãy gửi qua email đến cho giáo sư đó. Và chắc là sẽ còn có những dịp mời giáo sư Phật, giáo sư Chu Hảo đến tiếp tục giao lưu với lại các thầy cô các sinh viên. Và tôi có thể nói một điều chắc chắn rằng là giảng đường vẫn tiếp tục sẽ là lưu ghi như ngày hôm nay. Thì trước cái buổi giao lưu này thì giáo sư hay giáo sư có nói với tôi thế này, tức là cái mục đích của cái buổi hôm nay đó thì có hai. Cái thứ nhất ấy, tức là muốn truyền đạt đến tất cả chúng ta những cái tri thức khoa học ở những cái trình độ rất là cao, đấy là nhất. Còn mục đích thứ hai còn quan trọng hơn là các giáo sư muốn là thổi vào cái tâm hồn của các bạn sinh viên những sự say mê đam mê trong nghiên cứu khoa học để có dẫn thân vào con đường khoa học. Thì tôi nghĩ là điều đó chúng ta đã làm được. Và xin cảm ơn hai giáo sư cũng như cảm ơn sự tham gia rất là nhiệt tình của tất cả hỗ trợ chúng ta ngày hôm nay. Có lẽ lần đầu tiên các thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên trẻ được gặp một nhà khoa học thân thuộc và dám lên cực nhỉ. Theo chương trình thì tôi xin phép được mời giáo sư Phạm Thanh Bình, giám đốc Đại học Quốc gia sẽ thay mặt cho tất cả của các thầy cô, các bạn sinh viên trong hôm nay tặng hoa và gửi lời chào cho hai giáo sư. Thank you.